thì Sven chém vào sẽ là căng hơn, Chính xác. nghe cũng là tương đối ổn. Đây rồi, Elephant thì nó là Medu rồi, thấy Sven thì họ sử dụng Medusa. Với tôi thì Medusa đủ đồ thì không hề sợ Sven. Con Medu này có talent level 10, 15% evasion. Lên thêm một cái butterfly nữa thì tổng evasion nó sẽ lên tới 45%. Sven nếu mà không có MKB thì gần như là đánh con Medusa hai hit chỉ trúng một thôi. Rồi Medusa rất là chậm. Quyết định là đánh về late game đến từ bên phía Elephant rồi. Một cái land Medusa cũng là Disruptor. Tuy là một cái land không quá mạnh nhưng đây là cặp đôi tay dài. Và cũng như offlane đối phương là Night Sucker thôi, thì ít nhất là ở trong 5 phút đầu tiên thì Medusa sẽ là farm ổn. Cái con Night Sucker thì phải là màn đêm buông xuống, phải là quá phút thứ 5 thì mới có khả năng đi land. Chứ 5 phút đầu level không có, lại còn là ban ngày thì cái con Night Sucker nó sẽ là rất yếu. Cố gắng farm thôi. Ban Park về phần của team Spirit, là chính xác là team Elephant, thì họ ban đi Invoker. Tiếp tục là một con Kunkka nữa đến từ bên phía của team Spirit. Dây giờ để hút đam Medu quá, cũng là lựa chọn tốt đấy. Nhưng được. Được thật mà. Ra thì là được. Nếu mà là bên phía của team Spirit họ muốn chơi dây giờ thì vẫn có thể đánh một con dây giờ đi mid. Đúng là cũng là Medusa để chơi với cả Sven thật. Giống như trận đấu của Secret đúng không? Nhưng mà ban đi Storm đến từ bên phía đội hình của Elephant rồi. Không ngại quá con Razor. Đánh gì ở mid đây? Ember. Toàn là mấy con Spirit nhỉ? Thôi bỏ cái con Void Spirit của Maybe đi. Trận này thì Bát này. Trận này Bát đang rất đẹp luôn. Hợp lý luôn ạ. Nhưng mà Maybe đánh con Bát hình như là hơi kém. Mà với tôi trận đấu này Bát đang rất đẹp anh em ạ. Và đó là Doom. Thảm thích nhỉ? Nếu Doom thì Maxi mid à? Không. Không, vẫn là Doom mid. Doom mid luôn. Doom nằm trong tay của Maybe. Một trận đấu mà bên phía của team Elephant họ sẽ muốn đánh về late game. Cái đấu này thì được, tôi nhìn lineup của Elephant thì tôi thấy ổn hơn so với cả cái đấu trước. Medusa đánh cả Sven, một cái kèo không quá khó. Doom đi mid cả Ember thì đây là một cái land cùng farm rồi. Chính xác. Mà nếu mà là cả hai cùng farm thì Doom sẽ lợi hơn, chắc chắn. Anh ta có đi vào thì anh ta sẽ là người có network cao hơn. Một đều. Một đều đi. Không nghĩ là bên phía của team Elephant sẽ thua trước team Spirit với tỷ số là 2-0 đâu. Một đều anh em ạ. Và một lần nữa trước khi một game đấu bắt đầu thì xin cảm ơn nhà tài trợ MSI cũng đã đồng hành cùng chương trình The International 2021 TI10 cùng với cả 500 Bros Dota 2. Cảm ơn tất cả bạn khán giả đã đồng hành cùng bọn mình xuyên suốt chương trình, dù ngày hôm nay mới chỉ là ngày thi đấu thứ hai thôi. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục ủng hộ 500 Bros Dota 2 cùng với đó là nhà tài trợ MSI. Rất nhiều những cái chương trình ưu đãi giảm giá mùa gọi là cái gì nhỉ? Back to school tới MSI, các bạn khán giả hoàn toàn có thể check qua. Nào. Loát vào game lâu nhỉ? Cảm giác hơi delay nhỉ? Cảm giác chưa thấy gì anh em ạ. Dạo đây thì thời trang đến từ mấy ông Trung Quốc có vẻ là xuống hay sao ấy. Đồ đạc trông không căng gì cả. Này, Super Disrupt này, Medusa của Babaji này, trông nó có phèn không? Doom của Baby thì thôi cũng được. Đúng, còn Doom này thì cũng là tạm tạm đi. Mấy ông còn lại thì rõ ràng là tôi nhớ là mấy ông tàu đồ đạc thường nó là căng đét mà. Sao mà bây giờ đồ đạc trông phèn đét thế? Dự đoán anh ơi, làm tí. Dự đoán trận trước thì đúng hết à? Trận này thì... Trận này làm ngược lại đấy. Phá mắt á? Mira. Phá mắt thì... Không. Anh tin Super không? Không thì chọn được Mira đi. Anh đang tin sắp 4, Weaver đi phá mắt dễ. Được.
Nhưng mà Vivusca chơi sắp năm mà. Thì sắp năm cũng được. À, triple kill. Sven. Triple kill ấy. Hay Ember. Mày đú. Mày trận đú. Này anh tin bên phía ấy thắng mà. Ờ, à, đúng. À, nhưng mà first à? Toronto Tokyo. Triple kill được. First triple kill thật vẫn mày đú rồi. Lên cốt cao nhất. Mày đú. Chắc chắn là mày đú. Vlad à? À, bây giờ nhìn tình hình này. Từ từ, nhìn, xem tình hình nhỉ. Anh nghĩ là không có gì xảy ra đâu. Với cái tình hình này thì nó phải là từ 6 đến 9 đi cho nó solo đi. 3 đến 6 thì nó đơn giản quá nhỉ. Không đến 3 luôn. Không có đâu. Đánh nhau bây giờ này, PK bây giờ này. Đây 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 đây, chọn luôn, chọn đây, luôn. Đây, 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 ok. Chọn luôn. Đó. Ui. À, cho chọn lại. Còn 20 giây. Đang dồn vào Mira nhưng mà là không đủ đam rồi. Ok. Là 6 rồi, hợp lý. Tầm nghĩa cho kèo team split 10 kill. 100k, hợp lý rồi. Kèo trận trước thôi, mình có kèo trận trước của ai nhỉ? Như anh em à, có gì đâu. Tiến Nguyễn kìa. Kèo này là xong rồi, người ta clear ngay từ đầu rồi, lấy tinh thần rồi. Đâu? Kèo đấy đấy á? Là kèo đấy đây. À đúng rồi. Đúng, hóa ra là người anh em Nguyễn Văn Tiến đấy à. Đấy, cảm ơn bạn, đúng. Hóa ra là nhận ngay từ đầu rồi, bây giờ vẫn còn đòi. Vẫn chưa có gì cả, anh em bạn, khi mà Weaver này là chỉ đi ăn trộm rune đến từ Miboska thôi. À, như vậy là bên phía team Spirit họ có chung 3. Nhưng mà cái con Weaver này tôi nghĩ là cũng phải ăn thêm vài cả đang hô rồi. Cướp được cái rune thì cũng là tím người. Mid Doom với cả Ember thì rõ ràng là Doom sẽ là người có lợi thế hơn khi mà cái chân lửa nó sẽ đốt bay cái giáp lửa của Ember. Anh nghĩ là sợ không đủ em ạ. Cái giáp lửa bây giờ nó là 110 đam cơ. Nó vừa đốt bay mà anh. Chân lửa bao nhiêu đam? 18 đam. Đâu đó khoảng độ 8 giây nhỉ? Chắc vẫn đủ, nhưng mà gần như là lúc đấy thì cũng gần hết cái chân lửa thì đúng mới rồi. Hết được cái giáp lửa thì cũng được. Và thường thì Doom level 1 sẽ là tăng ăn tiền và ăn con tay dài thì tôi nghĩ là hợp lý hơn. Đủ anh em trên kênh toàn gọi là linh kiện máy tính. Mình biết là quảng cáo cho nhà tài trợ đấy nhưng mà bình tĩnh thôi anh em. Tôi còn đang chưa có tiền để mua máy tính này. Game sau thì bọn mình sẽ cắt game đấu giữa đó là OG cùng đó là T1 để xem là đại diện tới từ C có làm khó được OG hay không. Rất chậm rãi thôi. Cái Len lợi thế hai tay dài cũng như là collab cầm một con Nightshaker, một hero đầu game rất là yếu. Chắc chắn là Paragy sẽ farm được. Nào, thậm chí có mạng ở đây này. Một chút slow là... mà có bánh quy để chậm nhìn super rồi, nhưng đây là một cái vòng đẹp. Ôi collab có nằm xuống không? Ui. Bảo anh rồi mà, không đến 3 phút. Cảnh thật đấy. Không ngờ là cái pha xử lý bên phía của team Elephant lại tốt đến như vậy. Và super cũng đã có level 2 và anh ta ngay lập tức là tăng cho mình cái kinetic field để giữ chân được Nightstalker. 1-0. Có vẻ là khác vào game đấu đầu tiên khi mà bên phía của Elephant đang nhập cuộc ổn đấy. Game trước thì là tương đối gãy anh em ạ. Đấy kìa, thì maybe có rune bật chân lửa quay trở lại dí luôn Toronto Tokyo. Nhưng mà ở phía ngược lại thì anh chàng người Nga cũng bật cho mình cái giáp lửa. Đấy, bên Huê FY ở đây trước tiên lấy mạng Vipushka đã, sau đó mới nằm xuống. Nằm xuống sau thì đó là ok. Đang là 2-1 dành cho bên phía team Elephant rồi. Dưới bot vừa đổi mạng. Không sao. Rõ ràng là Zatoro là người có mạng thì anh nghĩ là bên phía của team Spirit cũng lãi hơn một chút khi mà carry được ăn hàng mà. Trên này thì sao? Có dí của người collab ở đây nhưng mà Medusa với cả Disruptor để mà giết được cái con Nightstalker này thì nếu mà không có sai lầm từ đầu thì hơi khó. Super bị dí ngược lại và thêm một đấm nữa nhưng anh ta còn stick. 5 giây nữa mới có voi cơ. Bây giờ thì có dám băng trụ hay không đây? Vẫn khá liều. Một cắn voi nữa thôi nhưng bị làm chậm tương đối khó chịu bởi cái Lightning Strike. Thunder Strike. À Thunder Strike. Thunder Strike. Không giết được. Và bây giờ Super lại khỏe mạnh rồi. Đã ăn cho mình bình máu to để có thể tiếp tục quay trở lại Harass vào vị trí của Nightstalker cho Medusa farm. Trong này thì Ember cướp được một cái rune
bounty ổn. Khi mà như vậy thì Doom sẽ không có, và Doom sẽ phải sạc lại cái bottle bằng cái rune water ở trên top thôi. Vì Mosca vẫn đang lùa gà, có Sushi thì anh ta sẽ giết được. Tương đối mất thời gian nhưng mà cũng là đáng. 35 tiền dành cho mỗi thành viên bên phía của team Spirit cũng là ổn. Bây giờ thì bỏ rơi Zatoro. Rất may là cái lượng đam dồn vào đến từ FY cũng như là Giang là không đủ. Và Sven thì anh ta vẫn có thể lùi về được. Đầu game chậm rãi thôi. Doom mà tôi đang nghĩ là đang đi tìm cái con gì đó hay ho một tí. Có gì hay không? Thộn được. Còn quạ có cho mình một cái aura cộng 3 giáp. Cũng ổn dành cho một con Doom. Chưa có gì nhiều anh em ạ. Đang là chậm rãi thôi. Lao vào stun. Nó không stun được super ở đây. Collab đang khá yếu máu. Nhưng hit bắn tới Lee Shredder là khá khó chịu. Dựng một cái tường hay. Nhưng mà lách được qua là thế nào ta? Vâng, Collab bằng cách nào đó lách qua được cái cửa hẹp. Và Collab kết thúc đi được super cùng với Mira. Nhưng anh ta cũng phải nằm xuống luôn. Mira đấy khó lòng khó lòng có thể chết được khi mà Barbarazzi tha cho anh ta. Làm gì còn gì đâu, rắn bắn rồi. Thôi thì bỏ qua cái việc đuổi theo cái con Snapfire và tập trung farm thì là tốt hơn. Giờ tôi đang cần là 10 kill, 10 điểm hạ gục đầu tiên phải cho Spirit thì phải. Voice, team Spirit, đúng rồi. Đang là bị dẫn trước một mạng. Đang chậm rãi thôi. Sven bao cheat vào OM. Game này thì early thì tập trung farm thôi anh em ạ. Có một vài mạng đấy, nhưng mà sẽ là đánh nhau không quá nhiều đâu. Nào, Maybe đánh lô ở trên top. Và lô thì về trên top rồi. Nhưng mà Maybe thì không ăn được. Toronto Tokyo mới là người có cho mình cái Rurigen. Một pha tranh chấp tốt của Ember. Stun được Medusa, hết mana, tới Barazzi, tele luôn à? Hợp lý. Kịp không? Ui, thiếu một đấm. Lượng chi giáp đến từ một con Snapfire thì cũng là khá nhiều rồi. Nhưng mà đấm đến từ Nightsucker thì là hơi chậm, không đủ. Trông cái con Rubik của FY nó vẫn là một cái gì đó. Rồi giờ thì ở đây cố gắng bắn nhưng mà một chém thôi. Maybe là đủ. Thì tự sát em ạ, nhưng mà trong đấy còn mỗi con xe tao bé thì là rất khó. Trên này thì còn mỗi super cũng phải nằm xuống thôi. Mira kết thúc được cái mạng của anh ta. Mà trông con Rubik của FY đẹp nhỉ. Thì nó là đồ ăn lu rùa mà. Nó là đây cái gậy anh em ạ. Đấy. Nó là cái gậy. Xem đấy. Nó đồ búp khá đắt. Hình như là tôi thấy giao bàn với cái đồ búp này cũng 20 triệu khoảng đấy. Tí con. Mình thì chắc chắn là không mua rồi. Công nhận là cái này hình như là FY cũng là được tặng hay sao ấy. Kiểu mấy ông Trung Quốc hay có kiểu fan tặng nhỉ. Đẹp dã man. Ở đây super lại bị dí rồi. Super sẽ chết. Một đấm tới Demi Pushka cũng như là cả Collab là đủ. Và Barazzi 1v3 thì là chịu rồi. Trời đêm và cảm giác cái Collab bắt đầu đi anh được này. Anh ta chết hai mạng nhưng mà cũng có hai acid rồi. FY ơi. Đang đồng đỏ nhấc lên đẩy về nhưng mà có Yang ở đằng sau lưng. Dựng tường ulti luôn, đúng rồi. Vẩy khiên ném giáo sẽ là cái chết dành cho Yatoro. Đó là mạng của Yang. Trên này thì Barbarazzi bị dí. Ui Barbarazzi ơi, 1v3. Anh ta biết điều này mà tại sao lại cố gắng chui lên một chút. Trừ rát dã man thật. Tôi đấy là chưa có thả bọ đến từ Weaver đấy. Chỉ là Lee Shredder đến từ cái con Snapfire thôi. Nhưng mà cũng rất đau rồi. Nắm đều. Cảm giác early sôi nổi quá nhỉ. 8 phút có cho mình 10 mạng rồi. Không phải là một game đấu mà hai team tập trung vào việc farm nữa. Họ có đánh nhau. Và chúng ta có mạng để xem. Anh em trên kênh thì vẫn đang bàn về cà kiểng các thứ. Tôi đang muốn nâng cấp đây. Chưa có tiền anh em ạ. Vẫn đang dùng 2070. Còn đấy là khỏe rồi. Khá cũ rồi. Ở đây sao? Có ulti tới từ Paragy hay không? Câu trả lời là không. Và giờ thì có bánh quy vào, mana của Paragy đang là hết sạch. Giờ Barbarazzi cố gắng bắn với stick shot nhưng lượng mana còn lại của anh ta không còn. Và tiếp tục bị dí nhưng Mira mới là người phải bỏ mạng lại ở đây. Rất nhiều người lên để cover cho Barbarazzi. Nào. Chém.
không tới. Không tới và thôi cũng là bỏ luôn. Câu lắp không có stick anh em ạ. Cái con Nightsucker nó không đủ đam, chỉ cần một lần voi nữa là đã giết được Medusa rồi. Cái lượng đam bên phía của team Spirit thì lại là thiếu. Có gông đỏ nhưng mà chỉ là để ăn tách ở đây tới từ Yatoro mà thôi. Anh em nói đúng, 2070 thì khỏe rồi. 2070 ổn đó anh em. Tự nhiên bảo 2070 anh em lại cười như nào. Mình dùng cái gì thì mình bảo như vậy thôi mà. Đây sao, di chuyển vào, tiếp tục một bắt tách nhưng mà maybe đang bị dí, bị trừ giáp và thậm chí là dựng cái lồng lên chỉ để cover những người đồng đội ở bên trong mà thôi. Ulti của Lắp cũng đã được kích hoạt, Giang cố gắng đẩy lùi đối phương. Nhưng giờ thì Giang làm sao sẽ thoát được khỏi đối phương đây, chém rất đau. Nhưng hết khống chế rồi, các thành viên phía Team Spirit không dám lao vào nữa. Chỉ có duy nhất con gà của Giang là bị bỏ mạng lại thôi. Vẫn chưa thêm mạng nào nhỉ? Ui Weaver ơi, thôi, máu này thì không cờ lắc được ai đâu, không giết được ai đâu. Miboska nên về. Trước đó thì anh ta cắm một con mắt, nhưng bây giờ Doom đang di chuyển lên chặn đầu rồi. Nào đang phải vòng ngược lại. Vẫn đang là đảo được, nhưng mà đây thì có Doom. Nhưng mà vấn đề là Ember chạy cũng tương đối nhanh khi có Warcry và phải bỏ rồi. Đánh ăn nhau tốt đấy. Trận đấu này Elephant anh cảm giác là họ cũng chiến là chiến luôn đấy. Đúng. Cảm giác đánh nhau là Medusa cũng có mặt để hỗ trợ đồng đội luôn, không bị quá rời rạc giống như ở trong cái đấu trước. Có chú. Bên phía team Elephant thì phút hơi chậm. Họ mất cho mình cái trụ trên top rồi thì bây giờ mới đẩy vào mid thì là không kịp. Ember Weaver đã có mặt ở đây để có thể clear creep và bảo vệ trụ. Yatoro tập trung farm thôi. Anh chàng này lên đồ kiểu gì đây? Mới đầu là định lên một OM. Sao lại đổi qua Echo? Sao đổi qua Echo Saber vẫn thừa ra cái mảnh này? Không thừa lắm nhưng mà thôi cũng được nhỉ, không vấn đề gì. Vẫn sẽ là Echo Saber thôi. Handwood của Sven thì cũng đang dẫn đầu bên phía Radiant nhưng mà so sánh cả Doom và Medusa thì là kém một chút. Anh em ở trên kênh cứ khoe cạc nọ cạc kia, tôi đang dùng điện thoại đây. Có một cái điện thoại ghẻ. Ngồi xem YouTube cập nhật công việc hàng ngày, muốn có máy tính là phải lên công ty mượn. Cứ khoe cái thật sự. Ít nhất là có máy tính mà dùng. Trận đấu nó sẽ lại trở lại chậm rãi hơn khi mà Medusa vẫn cần phải tiếp tục farm. Đang trùng lại một chút. Weaver thì cũng có ơn rồi này. Nightsucker meta này thì cũng là Echo Saber thôi anh em ạ. Để phây Echo Saber, BKB, Blink. Trước mắt là ba món đấy đã. Đang di chuyển đến từ bên phía team Elephant. Và đã dưới này có đánh nhau nhưng không phải là đấu trường thì không đủ đam được. Không có đấu trường, không có detection thôi. Đối phương tham lap là xong. Trùng đấy cả, không có thêm cái mạng nào luôn. Chập lại luôn. Bây giờ là chỉ farm Medusa, Yasha. Sau đó là đang hướng đến cho mình đường blend. Chậm hẳn luôn đấy. Chưa có thêm gì xảy ra anh em ạ. Doom trong tay của Maybe thì đang hướng đến cho mình BKB rồi. Chắc chắn là như vậy. Còn Doom đi mid thì sẽ là vậy thôi. Giày Fay, Midas, BKB. Sau đó là Blink, Siva, Defect Orb. Sẽ là như vậy thôi.
Tiếng cổ vũ thì không tắt được này anh em ạ. Đây là tiếng của game. Bọn mình chẳng biết tắt ở đâu. Nói chung là nghe thấy bình thường à, đâu vấn đề gì đâu. Đây lốc được Ember lên, cả Ulti Disruptor, cả Ultimate mà thôi. Biến mất luôn. Mà vấn đề là bên trong cái lồng này thì Disruptor đang bị dí. Collab dí thành công, Super đã phải nằm xuống rồi. Có một người bị doom mà đó là cái tên Mira, nhưng giờ họ đang dí lật ngược lại người của Maybe. Maybe chết đuôi với được cọc lại với được cái rune regen. Thế là ở đây thì Mira cũng sẽ bị deny thôi. Coi như là 1-1. Lãi hơn dành cho bên phía của Team Void. Một trận đấu mà Mask đánh đồng đội. Một con Mask của Giang lên thẳng đợi lốc để có thể set up dành cho Disrupt của Super. Cái việc mà lốc được Ember thì cũng giúp cho cái con Mask này phi giáo dễ hơn. Và tất nhiên với Disruptor thì quá đơn giản rồi. Ném cái ulti, dựng một cái vòng ra là xong. Đây rồi, có bắt vào người của Medusa. Medusa lần này hết mana rồi. Nhưng có cứu được hay không thì tôi còn chưa biết. Có khả năng cao là không cứu được nữa rồi. Vẫn sẽ là cái chết thôi. Và đó là Toronto Tokyo có mạng. Cái mạng mà có thể nói là không đáng có. Nhưng ở đây thì sao? Lốc lên, găm giáo và sẽ là chuẩn xác. Rồi cái hiệu ứng khống chế là đủ. Và Mikoska bỏ mạng lại. 10 mạng ông đầu tiên căng quá nhỉ. Nãy giờ toàn là mạng đổi mạng thôi. Ở mid cũng là mạng đổi mạng. Bây giờ dưới bot cũng là mạng đổi mạng. Ở mid thì bên phía team Void lãi hơn. Nhưng dưới bot này thì bên phía team Spirit đã lấy được mạng Medusa rồi. Ember vẫn đang cố gắng đứng ở đây chờ những người đồng đội của mình để có thể đép. À, chém chói Harad cũng như là clear tạm grip không. Ui, bắn ulti luôn. Và giờ Maybe đang bị dồn vào, có lốc lên nhưng lượng đam đến từ anh chàng Snapfire là đủ rồi. Collab cũng đang dí vào nhưng anh ta bị gửi về. Nào, tiếp tục đẩy bóng lên và Ember muốn dí theo nhưng có bánh quy để giữ chân lại cả Mask của Yang nữa. Và Yang dựng cái ulti thì nó đã quá muộn rồi. Không hề có Sven, với 4 người bên phía của team Spirit họ vẫn đang đép được. Và đây thì Collab phát hiện ra vị trí của anh chàng Paparazzi. Lại là Paparazzi và Paparazzi đấm có đau đấy nhỉ? Được rồi, đấm là khá đau, mật mana tương đối nhiều. Sẽ là chỉ cản cái con Medusa ăn cái bãi sở tách này. Nhưng rất tiếc ở đây thì không hề có Sven, không có Zatoro để có thể cướp được cái bãi sở tách đến từ bên phía team Elephant. Và game đấu này thì nó đang là cực kỳ căng thẳng, vẫn chưa biết được ai sẽ là người chiến thắng. Mibosca, một con Weaver sắp 5 cũng có network. Anh ta cũng được farm và sắp sửa có một cái vessel rồi. 10 mạng cũng đầu tiên thì wow. Team Spirit này. Ember đang có Arcane Moon nhá. Anh ta có thể chém chói liên tục được. Maybe thì chỉ cần Midas thêm một con creep nữa là sẽ đủ tiền có cho mình BQB rồi. Nhưng anh ta vẫn đang cần phải đứng cẩn thận. Nào thả bọ. Nhưng mà với chân lửa thì maybe né được. Như vậy là sẽ là an toàn thôi. Có smoke nhưng là smoke lùi về. Và Elephant họ là smoke. Nhưng mà smoke 2 sắp thôi. Nhìn thấy Medusa trước Roshan. Smoke này là để Roshan. Nhiều chữ dắt lắm anh em ạ. Ăn rất bỏ nhanh luôn này. Lưu Shredder cùng cả với Solar cả Red. Sola. Thì con Roshan này nhìn giáp nó bị trừ đi. Sẽ là đủ để ăn thôi. Âm 13, âm 14 giáp này thì làm sao mà chịu đổi. Khiến nó dành cho một con Ember. Được thôi, Ember đánh sẽ là người tràn vào trước. Cảm giác là team Spirit lại đánh cũng khét net, đấy chứ. Net phết đấy chứ nhở, mà sao họ thua gọi là. Mà thôi gặp đối thủ cũng khó. Hay là Elephant yếu nhở, anh em nghĩ sao? Tôi thì cảm giác là team Spirit trông đánh cũng nét. Chứ không phải là tại vì Elephant yếu quá. Chính xác. Nhờ đánh nét thế này mà thua Secret gãy LG 2 trắng thì chứng tỏ hai đội kia mạnh thật. Do bán bích nữa mà. Bán bích ảnh hưởng nhiều. Thôi xong cái 10 kin. Chúc mừng Tấn Nguyễn gái đã nhỉ. Thật chắc. 10 điểm hạ gục đầu tiên thuộc về Team Spirit. Rất vui lòng chúc mừng người anh em Tấn Nguyễn. Tấn. Tấn. Đùa.
hơi bị chạm miệng một tí tí, đúng không? nhưng mà Ok. biết là tấn rồi, nhưng mà mồm thì đang hơi lác. Cutter mà mồm lác thì là thôi chết đói đấy em ạ. Thì thoảng đọc nhầm tí mà anh. Chết à, ơi, như nào? Chạy nào. Blastrick vào, nhưng mà giờ thì sao? Đau nhờ. Đau thật đấy. Lượng giáp đến từ Doom là không quá nhiều, khi anh ta chỉ có một cái giày phây thôi. Có ulti lên tới từ collab ở đây. Và giờ thì lượng tầm nhìn của họ là có. Đi thẳng vào thôi. Lao vào mà chém này thôi. Có BKB. Có chơi BKB thẳng rồi. Super. Silent vào vị trí của Doom. Doom bật BKB lên. Nhưng vấn đề là bây giờ họ dí vào ai? Dí vào người con Rubik. Rubik chết trước. Xin chúc mừng Tấn Nguyễn trước đã. Nhưng vấn đề là Maybe cũng đang bị dí. Có thêm cả ulti của Don Snapfire được trả vào. Medusa bắn ulti ra. Nhưng Maybe cũng chỉ còn lại một máu mà thôi. Và một chém nữa là đủ. Toto Tokyo chưa hồi xong skill vẫn đang muốn dí theo. Một chém là chết cái mạng của anh chàng mang tên Maybe rồi. Yang cũng bị dí. Và Yang chỉ cần proc một set thôi nhưng không cần nữa. Rồi góc một kia cho vị trí của Collab. Paparazzi cũng đã nằm xuống rồi. Và không một ai bên phía đội hình của Team Spirit phải bỏ mạng lại cả. Team White cho đội tuyển đến từ khu vực CS. 5 người đỏ máu nhưng không ai chết. Sức mạnh của một con Nightcrawler, một hero với cái ulti thì tầm nhìn là quá tốt. Về phần của Elephant thì họ không nhìn thấy gì cả. Ba ông giúp ở trong rừng không hề có một chút vision nào cả. Xong rồi đấy. Một combat mà mất tận 5 người và thêm vào đó là trụ 2 cùng với cả một cái Apport. 5k tiền chênh lệch. Và game đấu này thì bên phía của team Spirit vẫn đang là người dẫn. Một cái tham minh mà collab đúng tên, anh ta có một cái BKB để có thể combat cực kỳ là tuyệt vời. Medusa cố gắng stun gay, những các thành viên bên phía của team Spirit họ cũng biết, họ cũng không vội, họ quay mặt đi. Và khi nào mà hết đi stun gay thì họ sẽ quay trở lại để chơi tiếp. Công nhận là đánh vẫn là chất đến từ bên phía team Spirit, nhưng mà như này thì là mọi yếu thật à. Cảm ơn thằng LD nhá, trả kèo OG mắt 1. OG là từ xa quá à. Bạn nãy OG là à cái trận hai đánh với cả trận 2. Cảm ơn người anh em. Vâng, bây giờ bảo là team Spirit outing Elephant nghe nó cũng hơi sai nhỉ. Nhưng mà rõ ràng combat vừa rồi thì là như vậy. Một pha combat mà họ đánh quá chuẩn chỉ luôn đấy. Mà thậm chí là không cần phải focus bất kỳ mục tiêu nào mà họ mỗi thành viên đánh một người, họ cũng có thể clear đầy đủ tất cả thành viên phía của team Elephant được. Cơ bản là có tầm nhìn bao quát đến từ cái con Nightcrawler ấy, combat rất là dễ. Ví vào ơn 2 và thả bọ nữa. FY đang rất yếu máu và có một cái ulti từ Snapfire ra ở đây và FY chết luôn. Thêm những cái phát bắn vào vị trí của Maybe. Ember tiếp tục dí theo khi vẫn còn cho mình đó là cái Aegis. Và giờ thì chém chói, đợi để chém chói nhưng đối phương vẫn còn BKB, buộc phải quay trở về thôi. Về thôi. Bết được thêm cái BKB đến từ Doom rồi. Và bây giờ lại là tràn vào đây. Ôi sao, Mask sẽ bị silent lại. Medusa kịp tung ra ulti nhưng họ sẽ dí những mục tiêu khác. Sven đang chém vào vị trí của Yang. Và Yang đi rồi, dead Yang. Collab bị đóng băng nhưng không quá quan trọng. Có ulti từ Disruptor ra nhưng có để làm gì đâu. Sven bắt đầu quạt. Và quạt và Paparazzi đi. Đợi đi. Double kill Yatoro và chỉ còn một mình Maybe đi farm thôi. Tham minh rất tốt đến từ bên phía của team Spirit. Khi mà trên người của Ember vẫn còn Aegis, Nightcrawler đã có BKB là họ đi combat liên tục. Và họ combat chỉ thắng. Lại giết được cho mình đó là 4 người. Trước đó là cả Rubik nữa. Và sẽ là ăn cho mình thêm những cái trụ thôi. Ở đây thì Bibosca chết. Không sao cả. Anh ta cũng biết là ở đấy có mắt. Tạo chỉ làm con sắp 5 thôi. Trong khi mà Weaver chết thì các thành viên bên phía team Spirit họ làm cho mình đôi cái trụ ở dưới boss rồi. Ép map, ăn trụ khiến cho khoảng farm của Elephant hẹp lại. Và họ sẽ dần dần snowball cái game đấu này. Bây giờ là lúc mà bên phía của team Spirit họ phải chậm lại. Khi đã là hết đi ulti của Nightcrawler và đang là ban ngày, họ sẽ chờ đợi đến phút thứ 25, 2 phút nữa. Lúc đấy thì sẽ là ban đêm và Nightcrawler hồi lại ulti thì họ sẽ đánh tiếp. Không có gì phải vội vàng cả. Rõ ràng lợi thế ở phút thứ 23 là 8k tiền thì đang là quá nhiều rồi. Chính xác. Chẳng cần gì phải vội. Cứ chờ đêm, chờ ulti của Collab thì lúc đấy họ sẽ tính toán đến cái việc đi smoke và combat. Xúc hiếu còn xài Momo cũ không? Mình xài một Momo đấy thôi à, người anh em Tấn Nguyễn ạ. Mình có phải là dân văn phòng các kiểu đổi số điện thoại liên tục đâu? Đúng rồi. Tôi có chỗ nợ đâu mà cần phải đổi số điện thoại ai. Nói chỗ nợ ấy. Ngày này năm xưa thì em nhớ là em xem Facebook thì có một vụ là anh Giang bảo là có người lên tìm em ở Viking. Mà cả cái ngày hôm đấy em đi tìm gọi là tất cả bạn bè hỏi là mày lên tìm tao à? Không hiểu là ai lên tìm mình luôn.
đến bây giờ vẫn còn thắc mắc là không hiểu ai lên tìm mình ngày mất đợt đấy thì cũng có trốn nợ gì ai đâu, chả hiểu. Mình không trốn nợ ai anh em ạ, nên là thôi không cần phải đổi số điện thoại làm gì. Mình thì anh em nhá, 7200202205 BB Bank. Dễ nhớ, dễ thuộc. 7k tiền chênh lệch và đang là chậm lại thôi. Như đã phân tích từ trước đó thì bên phía team Spirit họ sẽ trở lại vào phút thứ 25. Màn đêm buông xuống, hoặc là bây giờ thì cũng được khi mà cái ulti đến từ Collab thì là cũng đã xong rồi. Có ulti của NS thì là đi luôn, không cần là đêm đâu. Đúng, người đi tìm mình có lẽ lúc đó thì chính là nhà tài trợ MSI, một nhà tài trợ quá thân thuộc với cả 500 Lost Dota thôi. Nhưng thôi, tạm không nói về MSI, chúng ta nói về một người cũng có chữ I, đó là FY. Thì FY đi rồi, một chặt tới Diatoro, biến mất. Như vậy là cái turn smoke này thì nó không quá hiệu quả khi mà chỉ giết được mạng của support số 4 thôi. Nhưng nó vẫn đang gia tăng áp lực lên dành cho các thành viên bên phía của team Void. Cái mảnh rừng to của họ là họ không được farm rồi. Nhưng mà không sao, bên phía thì team Void di chuyển vẫn tốt, vẫn biết cách là farm rừng đối phương để farm. Và Medusa thì Butter Talon 10 với cả Butter anh em ạ. Invasion 45% như đã chia sẻ ở ngay thời điểm ban mic ấy. Thì tôi nghĩ là khi mà có hai cái mảnh này thì Sven sẽ khó giết Medu hơn. Nhưng mà đấy là câu chuyện là Sven là Medu là còn đứng chơi với nhau là một chọi một nhá. Từ nãy giờ mấy con bắt tôi toàn thấy là Medusa đồng đội chết hết, xong rồi Medusa bị quay bởi 4 người thì đến hai cái bắt cũng không sống được. Đây rồi, smoke bắt được người luôn và giờ thì maybe buộc phải bật BKB lên. Doom vào đầu của anh chàng Toronto Tokyo, nhưng Toronto Tokyo được bảo kê tốt quá. Trong khi đó Super một chặt thôi, hóa đá được một con NS đang BKB thì để làm gì. Và giờ thì hết BKB rồi, nó được con tắp ra ngoài, chính xác hơn nó được bị đẩy ra ngoài bởi một cái giáo. Và giờ thì Collab, anh ta vẫn còn sống nhưng đằng sau thì sao đây. Snapfire bắn ulti liên hoàn và Yang bị giữ chân lại rồi, Silent lại và đấm liên tục vào đầu của FY. FY đi, Yang cũng đi, và đó là ba người lên bảng đến từ bên phía đội hình của Elephant. Nightsucker đang bay anh em ạ, mà đang bay thì không sợ cái đấu trường. Nó giống như cái kiểu mà Tiny Tot đối phương lên xong rồi mát rực lồng phi giáo ấy. Thì cái giáo nó phi lúc cái đối phương bị tot lên thì là ra ngoài luôn. Ở đây Medusa cũng bị bắt vào và tiếp tục là có bắt thua đến từ bên phía của team Eleven. Đấy giờ họ không giết được thêm ai cả. Dừng lại luôn ở số 9. 23-9 và đang là 9k tiền chênh lệch rồi. Đẩy thẳng luôn vào trụ 2 và rất có thể sẽ là đẩy luôn lên high ground. Sẽ là hơi vội, tôi nghĩ là như vậy. Và bên phía của team Spirit họ cũng quyết định là không lên. Chính xác là cũng là hơi vội vàng quá khi bây giờ thì Sven đã hết thần lực. Lùi lại, farm thêm. Cướp tài nguyên, không vội, lợi thế đang là quá nhiều. Chờ đợi con Roshan tiếp theo đi, chỉ còn một phút nữa thôi là Roshan sẽ sống dậy. Vòi gãy cũ anh em ạ, gãy hoàn toàn, combat không hề có một cái cơ hội nào cả. Con Disruptor bị khóa chặt đến từ Nightsucker, gần như là không tung được cho mình cái ulti nào quá đẹp. Doom, maybe sử dụng ulti vào đầu của Ember chỉ là để chống chế, đẩy lùi đối phương lại thôi, chứ cũng làm gì có ai giữ chân để mà bắt được cái con Ember đâu. Đã thấy con Ember nó còn bật sẵn BKB rồi, gần như là chẳng thể làm gì được, không kết thúc được Ember. Ôi, cái đội này thì vô địch cái gì anh em ơi, vào được playoff là vui rồi. Vào được playoff là vui rồi anh em ạ. Nào, lại dí được vào vị trí của Disruptor. Là Super đi luôn. Ember có Dominating và Yang là cái tên tiếp theo bị gì? Yang có được BKB ở đây không đây? Bật BKB lên để lùi về nhưng chắc gì đã lùi được về đến nơi đây. Medusa cố gắng bắn để có thể phá đi cái con bọ. Được, vẫn về được. Và về được. Đây tôi thấy là Rubik của FY đã phải lên chat để có thể nhấc và cứu đồng đội rồi. Tên vừa rồi là định nhấc và cứu Disrupt. Nhưng mỗi tội là cái con Disrupt thì nó là yếu quá. Chưa kịp ném ra thì đã là chết rồi. Collab lên bát luôn. Nó là lực luôn đấy. Sẽ là một con Nightsucker sổ thẳng vào mặt của Medusa và đấm cũng được. Có bát. Con Nightsucker này thì nó đánh nhanh sẵn rồi. Đánh nhanh. Đam thì cũng có đến từ cái ulti. Thành ra là thêm bát để khống chế là được. Hợp lý. Medusa này thì sẽ là free dành cho bên phía của team Spirit thôi. Elephant không có cách nào để nó có thể đẩy ra. Họ đang smoke. Nhưng mà cái timing smoke của họ là muộn. Bây giờ đối phương đã ăn xong
cho mình đó là Roshan, Ember cầm Aegis, cầm Shard. Thì bây giờ họ mới di chuyển ra thì có được hay không đây? Can lộ lộ rồi nhá. Không có lý do gì mà Medusa với một cái thế trận đang thọt như thế này, trụ một không còn, trụ hai không còn mà dám đứng ở giữa sông farm. Chắc chắn là bên phía team Spirit họ biết rằng đằng sau lưng Medusa còn 4 người. Chính xác. Họ cũng không vội gì mà phải vào cả. Yatoro bây giờ thì trông có khác gì cũng sẽ tăng để các thành viên còn lại lên càn đâu. Collab bây giờ cũng là một trong những nguồn đam chính. Và đã có Bubat rồi, Blink, Bubat, BKB. Sắp hết màn đêm. Có lẽ là cái khoảng thời gian ép map của bên phía đội hình Team Spirit nó sẽ giãn ra một chút. Nhưng họ đang đi tìm vào vị trí của Doom ở dưới bot này. Liệu rằng có tìm được maybe hay không, mà maybe đã TP về. End thôi, game đấu này thì thật là với tôi thì có lẽ là xong rồi anh em ạ. 30 phút 14k tiền. Nếu vẫn hold được ở cái lượng tiền này, cái điều quan trọng là tiền đang đổ về Medusa là hơi ít. Anh em nhìn xem, Medusa trong tay của Babaji đang đứng top 4 network rồi. Hai đồ, cái này thì coi là một đồ nhỏ nhỏ, hai đồ rưỡi đi, ít quá. Doom của Baby mới là người giàu, nhưng con Doom này nó không có nhiều tác dụng trong combat. Chưa dám sử dụng Doom, mà bên này thì Medusa bị tìm thấy bởi Sven rồi. Tạm biệt các thành viên bên phía Team Spirit khi họ đã sủi đi. Nhưng vấn đề là Toronto Tinker vẫn còn đây. Collab đã đấm chết FY rồi. Và giờ Medusa Manta ra, Medusa hết mana. Và đó là pháo cao xạ. Tạm biệt Medusa, Mira có trình dominating. Và Sven 1 chém 2 chém bay mất cả màu của anh chàng mang tên đó là Yang. Bên trong thì tiếp tục gì Super và Paul lại để làm gì đây? Có lẽ là lag đến từ bên phía của Team Spirit. Có lag, chính xác là như vậy. Nhưng mà khả năng cao thì là cái con Disruptor trong tay của Super thì là đi rồi. Tiếp tục là một combat bên phía Elephant thất bại và không giết được ai cả. Cũng không hiểu là... rõ ràng là frontline bên phía của team Elephant là có mà. Doom, Siva. Nhưng vấn đề là Medusa toàn để mất vị trí thôi. Medusa toàn là người bị bớ vào đầu tiên. Bình thường thì phải là cái thế Doom đứng trước, sau đó là Max sẽ đứng cạnh Medusa. Và nếu đối phương sổ vào thì sẽ là dựng một cái đấu trường lên và Medusa bắn. Nhưng mà bên phía Void không làm được điều đấy. Medusa toàn là người bị dí vào xong rồi chết đầu tiên thì còn lại cái gì. Và Sven quạt vẫn rất đau, bật BKB lên để có thể lùi về. Như vậy thì sẽ là hết rồi. Hai lane thành bên phía đội hình của Team Spirit. Vị trí gãy quá anh em ạ. Bên phía của Team Spirit họ luôn là người chủ động vào trước. Các thành viên bên phía của Team Void thì bất ngờ Medusa lỗi vị trí phát là chết luôn. Không hề thấy có đấu trường hay là một con Doom Siva để càn lướt lên cho Medusa đứng sau bắn. Không hề. Liên tục là một con Medusa bị dí vào đến từ Nightsucker cũng cả Sven. Cứ thế mà quạt thôi. Lại có Doom rồi. Lần này là Doom Sven nhưng chém hai người. Chính xác là chói hai người ở đây. Và Doom không còn BKB nữa. Doom bị bắn tới chết. Và Toronto Tokyo bấn bóng theo. Và Yang ở đây cố đấm ăn xôi và gõ GG luôn đến từ các thành viên của Elephant rồi. 2-0 cho Team Spirit và chip của Kim. Anh nhớ là trước đó là có một cái thời điểm nó đang là Team Spirit là đang dẫn 8-7 phải, sau đó là 8.